Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một ứng dụng rất phổ biến và được yêu thích cho việc tự học, đó là Quizlet. Mô phỏng theo phương pháp học từ vựng bằng cách xây dựng các thẻ ghi nhớ có hai mặt, một mặt là khái niệm và một mặt là định nghĩa, thì Quizlet chính là một ứng dụng tạo các flashcard điện tử như vậy. Nhưng điểm khác với cách truyền thống là không chỉ dừng lại với việc lật qua lại hai mặt của thẻ để ghi nhớ một cách máy móc, mà Quizlet còn biến bộ thẻ từ vựng hay khái niệm của bạn thành nhiều chế độ học và chơi khác nhau để giúp bạn ôn tập nhanh hơn, nhớ lâu hơn. Bạn cũng có thể chèn hình ảnh và âm thanh lên thẻ ghi nhớ để học, đó là điều mà thẻ ghi nhớ bằng giấy không thể nào thực hiện được. Quizlet sẽ là ứng dụng không thể thiếu đối với các bạn cần học và ôn luyện từ vựng. Nhưng có phải Quizlet chỉ để dùng cho việc học ngoại ngữ thôi hay không? Chỉ cần lướt qua thanh tìm kiếm trên thư viện cộng đồng của Quizlet, bạn sẽ tìm được rất đa dạng các môn học và chủ đề khác nhau, từ toán học, kinh tế chính trị, sinh học, hóa học, văn học, vân vân. Mà bạn vừa xem mới chỉ là các bộ thẻ do người Việt biên soạn. Với cộng đồng người dùng rất lớn trên toàn thế giới từ năm 2008 đến nay thì chỉ cần tận dụng được thư viện có sẵn của Quizlet thôi, bạn cũng đã có thể học được rất nhiều thứ với mọi loại ngôn ngữ và mọi chủ đề. Quizlet sử dụng được trên trình duyệt web hoặc app riêng trên điện thoại. Thường thì mình sẽ soạn thẻ trên trình duyệt web máy tính để nhanh hơn, và học thì dùng app trên điện thoại để tiện lợi hơn. Ở trang chủ của Quizlet, nếu giao diện hiển thị là tiếng Anh thì bạn có thể kéo xuống cuối trang góc dưới bên phải, chọn ngôn ngữ và chọn lại tiếng Việt nếu muốn. Bấm bắt đầu để đăng ký một tài khoản, sử dụng Gmail hay Facebook hay tự nhập thông tin. Ví dụ mình đăng ký bằng tài khoản Gmail, sau khi đăng nhập thành công thì khai báo ngày tháng năm sinh và tên tài khoản. Quizlet có tài khoản miễn phí và gói nâng cấp. Gói nâng cấp thì sẽ có thêm các tính năng nổi bật như là trợ lý học tập, chế độ học bằng sơ đồ và hình ảnh, thêm định dạng văn bản, quét ghi chú viết tay, vân vân. Nếu không có nhiều nhu cầu đặc biệt thì bạn có thể thử tiếp tục với bản miễn phí. Và như vậy là tài khoản đã được thiết lập xong. Giờ ta sẽ bắt đầu ngay với việc tạo một bộ thẻ ghi nhớ Study Set mà giao diện tiếng Việt dịch là học phần. Đặt tên và mô tả cho bộ thẻ ghi nhớ. Để không tạo một bộ học phần quá nhiều thẻ thì bạn nên đặt tên theo phân chia nhóm nội dung cho dễ học. Mỗi một thẻ ghi nhớ sẽ có hai phần, một là term, thuật ngữ, và hai là definition, định nghĩa. Nếu bạn không tự tách chế độ gợi ý tự động ở đây, thì mặc định là trong khi bạn đăng nhập nội dung, Quizlet sẽ đưa ra các dự đoán cho bạn lựa chọn. Điều này sẽ rất hữu ích khi bạn không nhớ chính xác từ hoặc là tránh được việc sai chính tả. Ngoài ra, nếu bạn học các ngôn ngữ có các ký tự mà không gõ được trên bàn phím, Quizlet còn có sẵn bàn phím ảo hỗ trợ cho nhiều ngôn ngữ khác nhau, hoặc là các ký tự đặc biệt trong toán học hay hóa học, ngôn ngữ ký hiệu, vân vân. Để bộ thẻ sinh động và dễ nhớ hơn, bạn có thể chèn thêm các hình ảnh vào, gõ từ khóa để tìm kiếm hình trong dữ liệu mặc định của Quizlet. Với tài khoản nâng cấp thì bạn có thể tự tải lên hình ảnh riêng từ máy của mình. Hơn nữa còn có thể định dạng văn bản, in đậm, nghiêng, gạch chân, tô sáng và cả chèn âm thanh ghi âm. Nhưng nếu như dùng tài khoản miễn phí thì bạn cũng yên tâm là các thẻ từ vựng sau khi tạo vẫn có hỗ trợ tính năng phát âm bằng giọng đọc mặc định của từ điển, chỉ là không tự ghi âm và tải file lên được mà thôi. Bạn có thể tạo bao nhiêu thẻ tùy thích, gần như không có giới hạn. Đặc biệt nếu bạn đã soạn sẵn từ vựng trong Word, Excel hay ghi chú ở nơi khác rồi, thì chỉ cần bấm vào công cụ này để copy dữ liệu đó vào đây, tùy chỉnh quy cách để phần mềm nhận diện được phần nào là từ và phần nào là định nghĩa, xem lại và xác nhận để nhập một lúc hàng loạt thẻ không cần soạn lại thủ công. Với các thẻ đã tạo rồi, bạn có thể đảo ngược lại vị trí phần thuật ngữ hay phần định nghĩa theo ý thích. Trước khi hoàn tất, nhớ kiểm tra lại chế độ riêng tư, ai có thể xem bộ thẻ của bạn hay ai có thể sửa lại nội dung bộ thẻ của bạn. Nếu muốn người khác cùng đóng góp cho bộ thẻ với mình, bạn có thể cài đặt mật khẩu rồi chia sẻ để cùng nhau soạn bài. Xong rồi thì bấm tạo, vậy là bạn đã có một bộ thẻ từ vựng. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể truy cập và chỉnh sửa, thêm xóa các thẻ mới, gắn dấu sao những thuật ngữ quan trọng cần lưu ý. Khi đã tạo bộ thẻ, bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn để tự ôn tập, có 5 chế độ học và 2 chế độ chơi. Cách cơ bản truyền thống nhất đó là chế độ thẻ ghi nhớ, đó là lật qua lại giữa hai mặt từ và định nghĩa nhiều lần để ôn luyện. Trong quá trình lật thẻ, bạn có thể bấm để nghe phát âm. Nếu muốn tùy chỉnh phần phát âm này thì vào tùy chọn, bật tắt chế độ phát âm, chọn phát âm thanh theo ngôn ngữ hay thay đổi tốc độ đọc nhanh chậm. Để nhớ chính xác nội dung hơn, bạn có thể học với chế độ viết. Bạn sẽ cần gõ trực tiếp câu trả lời. Nếu lỡ như quên, Bạn có thể chọn là không biết. Quizlet sẽ nhắc đáp án để bạn tự gõ lại cho nhớ. Nếu bạn viết sai thì Quizlet sẽ ghi nhận và thống kê. Lưu ý là bạn sẽ cần gõ chính xác với đáp án ban đầu. Nếu do bạn dùng từ đồng nghĩa, gần nghĩa hay lỗi đánh máy mà máy chấm sai thì bạn có thể tự báo lại là bạn đã đúng. Với tài khoản nâng cấp thì chế độ chấm điểm thông minh sẽ tự động làm việc phân tích này. Nếu phần định nghĩa ban đầu bạn soạn có nhiều đáp án nội dung thì bạn bấm vào tùy chọn để chọn cách chấm chính xác toàn bộ đáp án hay chỉ cần một trong số các đáp án. Bạn cũng có thể lựa chọn ngôn ngữ trả lời. Tùy theo bộ thẻ bạn đã soạn là ngôn ngữ nào thì Quizlet sẽ hiện các lựa chọn ở đây tương ứng như vậy. Cứ như thế bạn sẽ học qua nhiều vòng, các thẻ sẽ xuất hiện ngẫu nhiên theo từng vòng để đạt được tiến độ ghi nhớ 100%. Tương tự như chế độ viết, nhưng nếu muốn rèn thêm kỹ năng nghe nữa thì bạn có thể thử với chế độ chính tả. Mở âm thanh đã chèn trong thẻ từ vựng để nghe, sau đó gõ lại những gì nghe được. Khi bạn trả lời sai, Quizlet cũng sẽ hiện nhanh đáp án cho bạn xem qua để bạn tự gõ lại. Tất nhiên chế độ học này chỉ hữu ích khi ngôn ngữ mà bạn nhập có được hỗ trợ giọng đọc và bạn soạn câu trả lời đúng chính tả hay độ dài phù hợp. Còn chế độ học này là một chế độ tổng hợp với nhiều loại câu hỏi để ôn tập và nhiều vòng khác nhau để củng cố. Thường bạn sẽ được bắt đầu với những câu trắc nghiệm, rồi sau đó xen kẽ là các câu tự luận chế độ viết. Những từ bạn đã từng trả lời sai hoặc bỏ qua sẽ được ghi nhận để lặp lại nhiều hơn cho đến khi bạn trả lời đúng ít nhất 2 lần thì Quizlet mới ghi nhận là bạn đã thuộc và không hiện lại nữa. Cứ như vậy qua nhiều vòng ôn tập, Quizlet sẽ đánh giá tiến độ ghi nhớ bộ thẻ của bạn cho đến khi đạt 100%. Chế độ kiểm tra test thì cũng là một hình thức ôn tập tổng hợp, nhưng sẽ có một điểm khác biệt là nó sẽ tạo ra một bài thi mô phỏng. Khi bạn hoàn thành bài thi thì mới chấm điểm và biết kết quả, không phải là trả lời qua từng câu như ở chế độ học. Ở mục tùy chọn, bạn có thể cài đặt những loại câu hỏi muốn Quizlet tự động tạo, số lượng câu hỏi, hiển thị hình đính kèm, tùy chọn chấm điểm, cài đặt ngôn ngữ cho câu trả lời hay câu hỏi, hoặc bạn cũng có thể chọn pha trộn cả hai, tức là vừa cả phần thuật ngữ lẫn định nghĩa. Danh sách lựa chọn ngôn ngữ này sẽ tùy vào ngôn ngữ của bộ thẻ khi bạn biên soạn. Mỗi lần chọn chế độ kiểm tra, Quizlet sẽ tạo ngẫu nhiên một bài thi mới không trùng lặp. Bạn cũng có thể chọn in ấn nếu muốn tạo file PDF bài thi. Đó là các chế độ học. Nếu sử dụng Quizlet trên trình duyệt web máy tính, bạn sẽ có thể ôn luyện thêm với hai chế độ chơi này. Đầu tiên là chế độ ghép thẻ. Tất cả các từ và khái niệm sẽ hiện lên màn hình, và nhiệm vụ của bạn là ghép chúng thành cặp bằng cách kéo và thả cho chúng đè lên nhau. Các cặp được ghép đúng sẽ biến mất cho đến khi không còn cặp nào nữa là trò chơi kết thúc. Kỷ lục về thời gian chơi sẽ được ghi nhận để khuyến khích những lần sau bạn sẽ trả lời càng nhanh hơn. Tiếp theo là trò chơi Gravity Thiên Thạch. Bạn sẽ chỉ định trả lời bằng ngôn ngữ nào, chỉ định mức độ khó, chế độ chấm điểm, rồi bắt đầu. Bạn có nhiệm vụ bảo vệ hành tinh bằng cách gõ đúng các đáp án kịp thời trước khi các thiên thạch rơi xuống trái đất. Đó là tất cả các chế độ học và ôn luyện rất phong phú của Quizlet cho một bộ thẻ. Nếu bạn cài đặt tài khoản với tư cách là giáo viên thì sẽ thấy có thêm một lựa chọn nữa là Quizlet Live. Đó là một chế độ dùng để tổ chức cho nhiều người cùng lúc chơi một trò chơi gồm các câu trắc nghiệm ngẫu nhiên dựa trên các bộ thẻ đã soạn. Khi bạn đã tạo nhiều bộ thẻ khác nhau thì bạn sẽ cần quản lý chúng theo thư mục để dễ tìm kiếm. Bạn có thể tạo các thư mục để phân loại theo môn học hay chủ đề, rồi sắp xếp những bộ thẻ đã tạo vào thư mục. Nếu muốn kết hợp hai bộ thẻ thành một thì bạn bấm vào đây để ghép. Có thể xem thành tích đã đạt được ở các chế độ học và chơi, chọn in để lấy toàn bộ nội dung thẻ dưới dạng file PDF, hay xuất nội dung ở định dạng thô. Cũng có thể chia sẻ đường link bộ thẻ của mình đã soạn cho người khác cùng học. Nếu bạn không tự soạn bộ thẻ mà tận dụng công cụ tìm kiếm để dùng những bộ thẻ người khác đã soạn sẵn, thì hầu hết các tính năng cũng tương tự như vậy thôi, vẫn dùng được ngay tất cả chế độ học và chơi. Có thể sao chép bộ thẻ của người khác vào thư mục riêng mà bạn đang học, hay ghép với bộ thẻ riêng mà bạn đang soạn. Nếu là giáo viên, bạn có thể sử dụng thêm tính năng tạo lớp để sắp xếp thư mục cũng như bộ thẻ học và mời học sinh vào lớp cùng học. Đó là tất cả các tính năng cơ bản để tạo bộ thẻ và quản lý, sử dụng bộ thẻ học với Quizlet. Với sự tiện lợi và nhiều chức năng vừa học vừa chơi phong phú như vậy, chắc chắn Quizlet sẽ giúp bạn cải thiện hiệu quả ôn tập và khả năng ghi nhớ của mình hơn nữa. Chúc các bạn thành công, xin chào và hẹn gặp lại!